Hôm nay là rồi mà làm một clip là chăm sóc chim các bạn. Nhưng mà chim hồi trước mình mới bắt ở ngoài rừng về mà mình chờ hoài mà không thấy mẹ nó đến đón nó, nên Lợi đã bắt về nhà Lợi chăm sóc. Thì hôm nay Lợi sẽ làm nay Lợi sẽ làm một clip chăm sóc chim. Mình cũng chờ đứng chiều chiều mình coi thử con mẹ của nó coi nó có mà đến đón nó không, nhưng mà không thấy. Mà về nhà theo mình biết á thì hỏi chị Google, hỏi cái Linh trường đại học lên hỏi, thì giáo sư hỏi đây là con chim chim cắt, chim cắt không? Chim cắt ơi chạy chạy không hay từ từ cho anh đó mà đó đó rồi rồi từ từ thì cho anh mổ với tập mổ vậy nè, ít mẹ đây mới thả là mổ rồi hả? Đây là tôi đó chỉ bằng là mình cho anh á, mình cứ cắt cắt miếng thịt thế nè. Mình hỏi thì giáo sư kêu nó ăn thịt, nó ăn động vật sống, nên mình mua thịt đại miếng thịt heo cho nó ăn đi cho nó mau lớn. Mình đi đâu mày bay, đâu mày bay đây nè, tự mổ ăn đi, ngoài đuối đầu lớn rồi, ngoài đuối đầu mà tự mổ mà mổ ăn nè, tự mổ đây này. Đây nè, phải tự mổ nghe chưa, lớn rồi tập tập mổ chưa này. Đây mình cắt nhỏ nhỏ ra cho nó à, mổ ăn đi à, cái chân chân đạp cái chân nè, đây nè nó nằm dưới chân nè, không như này nó trơn quá. Cái dòng chim này các bạn nó hay đứng ở trên cây ấy á, nếu mà mình cho nó nằm ở trên cái bàn này đứng mà nó không có được bám chân nó sẽ bị liệt. Mình sẽ kiếm cái xé nhau lấy lấy tự đây nè, thịt đây nè, lấy tự mày tự 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 múc ăn được chưa, tự gắp ăn đi nghe chưa. À giận rồi hả, giận tao hay sao mày không ăn nè, thương đây thương nè, ăn thương nè. Ôi tự xé đi chưa, mình nhìn dở nó giận, nó giận mà rồi các bạn ơi, nó không thèm ăn nữa nè. Nó giận nó quay, nó quay lưng cái đi kìa. Quay đừng có giận mà, quay đây đừng có giận mà, giận gì mà giận đây, giận gì mà giận đây nè. Tự đi ăn đi, tự muốn ăn đi nè nè, thôi tự ăn đi. Tự cắt thêm cái bò nữa nè, thịt bò heo cho nó có bổ, nó có chất nghe chưa. Này từ mổ nè, từ mổ từ đế, từ đế cúi đầu xuống đó, từ đế nè đó, tự xé đi, phải tập xé. Ồ dữ thật, xé các bạn, các bạn có xé nè, có tự xé đế nè. Hơi bị dữ luôn. Chắc con chim ăn này no rồi nè, không ăn nữa hả? Rồi hai hai chú chim chào tạm biệt các bạn đây nha. Chào tạm biệt các bạn nha, nó no rồi đó, chào tạm biệt các bạn nha các bạn.